Kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Sống Vui phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm qua cùng với sự tư vấn của chuyên gia thì chúng ta đã biết được những tác dụng tuyệt vời của men vi sinh với hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe của trẻ nói chung. Chúng ta cũng đã biết những tiêu chuẩn để lựa chọn loại men vi sinh chất lượng cho con em mình. Ngày hôm nay, Bảo Linh xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem khi nào trẻ cần dùng men vi sinh và cách sử dụng để các bậc cha mẹ chủ động bổ sung cho con em mình, giúp trẻ ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt, khỏe mạnh và lớn nhanh. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Sanh Pôn. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào Bảo Linh. Vâng, thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm qua thì chúng ta đã biết được men vi sinh có tác dụng rất là tốt cho đường tiêu hóa của trẻ, giúp trẻ ăn uống ngon miệng và tiêu hóa tốt cũng như là khỏe mạnh. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là khi nào cha mẹ có thể cho trẻ uống men vi sinh không ạ? Chúng ta chỉ nên dùng men vi sinh khi có sự mất cân bằng về vi khuẩn trí ở trong ruột. Ví dụ những em bé rối loạn tiêu hóa kéo dài này, rồi trướng bụng đầy hơi này, rồi ăn nôn chớ này, đặc biệt là những trường hợp mà em bé hay bị ốm vặt mà hay phải dùng kháng sinh. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng men vi sinh ở những em bé mà hay sử dụng kháng sinh đấy, nó sẽ giúp cho lập lại cân bằng vi khuẩn ruột. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta dùng kháng sinh như vậy thì kháng sinh nó sẽ diệt cả những cái vi khuẩn có hại và cả những vi khuẩn có lợi, dẫn đến là cái mất cân bằng vi khuẩn ruột và làm cho em bé rất dễ bị rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy. Thì trong trường hợp đó chúng ta rất nên sử dụng cái men vi sinh cho em bé. Ngoài ra những em bé bị kém hấp thu này, rồi còi xương dinh dưỡng chậm ăn, rồi những bé mới ốm dậy thì chúng ta cũng nên sử dụng cái men vi sinh cho em bé. Vì cái men vi sinh này chúng ta biết là nó tác dụng rất là tốt. Ngoài cái việc mà giúp lập lại cân bằng vi khuẩn ruột thì nó còn giúp cho quá trình tiêu hóa thức ăn được hết. Vậy thì trên thị trường hiện nay có cái loại men vi sinh nào mà tốt cho trẻ và cũng có thể sử dụng được, đặc biệt là những trường hợp mà những em bé mà bác sĩ vừa nêu trên không ạ? Trên thị trường thì có rất là nhiều cái loại men vi sinh. Một cái men vi sinh mà vừa có chứa những cái vi khuẩn có lợi này, vừa cái chất xơ hòa tan. Thì tôi đã biết đấy là cái men vi sinh Golden Lab. Cái men vi sinh này nó có nguồn gốc từ kim chi. Thế và nhờ có nguồn gốc từ kim chi cho nên là những cái chủng vi khuẩn ở trong cái men vi sinh này nó có sức sống rất là tốt và nó đạt được hiệu quả rất cao khi chúng ta sử dụng hoàn toàn an toàn. Và nếu chúng ta dùng lâu dài, đặc biệt là có thể dùng được cho cả trẻ sơ sinh và được Bộ Y tế là cấp giấy chứng nhận là khuyên dùng. Ngoài ra cái men vi sinh này nó được công nghệ sản xuất rất là tiên tiến, là công nghệ lắp 2 bro với 2 bao vi nang, nó sẽ giúp cho bảo vệ vi khuẩn trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển cũng như là khi chúng ta uống vào mà không bị dịch mật, dị dày được bị phá hủy. Và do nhờ có cái chứa những chủng có lợi, vi khuẩn có lợi và có chất xơ hòa tan thì đấy chính là ưu điểm vượt trội của men vi sinh này. Và chúng ta khi bé sử dụng trong một khoảng thời gian trong từ 4 cho đến 8 tuần là rất nhiều những em bé đã ăn ngon trở lại và hấp thu được chất dinh dưỡng được đầy đủ và tăng cân. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Xin mời bác sĩ cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn tiểu phẩm ngắn ngay sau đây. Thủy ơi, này tôi bảo này, vừa đi qua đầu ngõ, thấy cửa hàng Giang Giảo nó giảm giá 80%, đổi với bà đi làm vài bộ đi. Ôi giời, ngồi xuống đây đã, sao cứ phải vội vội vàng vàng thế nhở? Mình còn trẻ, bà định mua răng làm cái gì? Hay, tôi nói bà nghe nhá, thế bây giờ mình chăm con, thế rồi con nó còi cọc, nó đau ốm, thế rồi thằng chồng nó táng như một cái, ngô đâu mà cắm vào. Tôi cứ tưởng là bà nói là vỡ mồm mất răng là vì tai nạn hay là vì mình nói nhiều mình buôn chuyện. Chứ bà yên tâm, tôi có bí quyết rồi, không bao giờ con còi. Đây. Cái này là cái gì hả bà? Cái này là men vi sinh, trong này chứa hai thành phần là probiotic và prebiotic. Ngày nào tôi cũng cho bọn trẻ con nhà tôi uống, trộm vía hệ tiêu hóa của chúng nó tốt lắm. Probiotic với prebiotic là cái gì hả bà? Probiotic là vi khuẩn có lợi, còn prebiotic là chất xơ hòa tan. Hai cái này sẽ giúp trẻ điều trị các vấn đề về tiêu hóa, đồng thời giúp trẻ tăng hấp thu, hết miếng ăn, lớn nhanh và khỏe mạnh. Ôi dồi, thế thì đúng thứ tôi cần bà. Này, thế thì việc gì mình phải tốn tiền mua răng giả nữa, cứ theo như bà thế là yên tâm đúng không? Này, tôi bảo, theo tôi thì bà vẫn nên mua một bộ răng giả, bởi vì là cái tính lanh chanh của bà ấy, sớm muộn gì cũng có ngày mất răng. Vâng ạ, thưa bác sĩ, trong đoạn tiểu phẩm ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là nhân vật trong tiểu phẩm cũng sử dụng cái loại men vi sinh mà bác sĩ vừa nêu trên cho con em của mình. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn thêm là cách sử dụng cái loại men vi sinh này cho trẻ ở từng độ tuổi được không ạ? Thực ra thì cái men vi sinh này rất dễ sử dụng. Bạn có thể dùng bất cứ lúc nào trong ngày, có thể sử dụng
trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn nó có thể pha vào với nước trái cây hoặc pha vào với sữa. Nhưng có điều đặc biệt là khi chúng ta mà trẻ bị ốm vặt mà phải dùng kháng sinh thì chúng ta nên uống cái men vi sinh này sau khi mà chúng ta uống kháng sinh độ khoảng từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng để nó tránh cái tác dụng là kháng sinh có thể là diệt những cái vi khuẩn có lợi ở trong cái men vi sinh này. Thế và chúng ta không pha nước nóng là do nguồn gốc từ thiên nhiên cho nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài. Trẻ sơ sinh thì có thể dùng một gói một ngày và trẻ sau 6 tháng tuổi có dùng ngày 2 gói và chúng ta dùng thời gian tối thiểu là từ 4 cho đến 8 tuần. Nếu có điều kiện thì chúng ta có thể dùng hàng ngày với một hàm lượng nhỏ thì không có vấn đề gì. Xin được cảm ơn những thông tin hết sức hữu ích vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề tưởng như muôn thuở làm đau đầu các bậc cha mẹ như trẻ biếng ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu hóa giờ có thể được giải quyết một cách dễ dàng với loại men vi sinh chất lượng, hiệu quả. Chương trình Sống Vui ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay từ bây giờ, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 vào giờ hành chính hoặc số điện thoại 024-39-959-969 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư sốngkhoe@bacsitưvan.vn để được các chuyên gia tư vấn. Chi tiết xin liên hệ tại website bacsitưvan.vn. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bí quyết để chọn men vi sinh tốt nhất cho trẻ là hãy chọn men vi sinh đạt các tiêu chuẩn sau. 1. Có nguồn gốc từ tự nhiên như kim chi Hàn Quốc, thân thiện, an toàn với hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ. 2. Đảm bảo có đầy đủ probiotic là những vi khuẩn có lợi, thành phần hiển nhiên phải có đối với men vi sinh và prebiotic chất xơ hòa tan. Điều này góp phần làm tăng hiệu quả rất nhiều khi sử dụng. 3. Men vi sinh cần được bào chế với công nghệ tiên tiến Lab 2 Pro là công nghệ bao kép hiện đại nhất trên thế giới. Công nghệ này giúp vi khuẩn có lợi, chất xơ hòa tan bảo toàn được gần như 100% số lượng trong suốt quá trình bảo quản và vẫn khỏe mạnh khi đi qua dạ dày, ruột non để tới tận ruột già. Men vi sinh này không những rất tốt cho trẻ mà cũng rất tốt cho người lớn, đặc biệt là những người cao tuổi khi bị rối loạn tiêu hóa, kém ăn, kém hấp thu. Danh sách khán giả trúng thưởng kỳ trước. Câu hỏi tuần này: men vi sinh cần được bào chế với công nghệ tiên tiến Lab 2 Pro, công nghệ bao kép giúp vi khuẩn có lợi, chất xơ hòa tan bảo toàn được gần như 100% số lượng để đến tới ruột, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Bạn hãy gửi đáp án chính xác nhất theo mẫu ký tự dưới đây rồi gửi về cho chúng tôi theo số điện thoại. Ba bạn có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà là sản phẩm men vi sinh Golden Lab, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh của công ty cổ phần dược phẩm Vinza. Mời các bạn đón xem chương trình Sống Vui trên kênh VTV2 với chủ đề Bí quyết trị chứng da mồ hôi nách mùa nắng nóng phần 1.